Hello, hello, xin chào cả nhà mình nha. Live đột xuất, hôm nay đi làm giấy xe đó các bạn, làm thuế. Mà các bạn biết không, thật sự bây giờ quá bất ngờ nha các bạn nha. Nếu như các bạn nào mà ở thành phố Kansas City đó, thì các bạn cũng biết rồi. Làm giấy tờ xe đó, mà đi lên downtown đó bạn, làm đợi chờ rất là lâu. Hồi sáng đó các bạn, mình đi lúc 11 giờ sáng, sau đó mình lấy và người ta cho cái số điện thoại đó, mình cho số điện thoại cho người ta, sau đó là người ta sẽ hẹn cho mình đó. Bây giờ các bạn biết không, đợi là 3 tiếng đồng hồ rồi mà chưa tới nơi. Cũng may là mình chạy về nhà ăn cơm rồi đó, và bây giờ đang ngồi ở cái parking, mà một cái parking này các bạn, nó có một cái cây đó là mình phải bỏ tiền vô là 2 tiếng đồng hồ thôi mới được về, mới coi như là mới hết hạn. Mà bây giờ đó là còn 21 người nữa mới tới phiên mình. Các bạn thấy kinh khủng không? Đó, một lần đi làm giấy tờ ở bên Mỹ này, đi làm giấy tờ nó cũng đợi nha các bạn nha, đợi nhưng mà nó có số điện thoại, nó nhắn tin cho mình. Thật sự quá bất ngờ nha. Rồi chào Thùy Dương nè, tranh thủ lên live chút xíu thôi để tâm sự cho các bạn về vấn đề là đi làm giấy. Mình thì ở Việt Nam thì kêu là đi đăng kiểm các bạn, đăng kiểm xe nha các bạn nha. Chào Nguyễn Phương, oh my god. Ở đây đó thì đăng kiểm xe các bạn biết rồi đâu. Chào Lisa Nguyễn nha, đăng kiểm xe đó các bạn, là các bạn biết rồi, đi lấy sticker đó. Cái biển số xe thì mình có rồi. Rồi á, ôi trời, bắt đầu nó nóng nè, nó nóng bắt đầu nó tôi thui cái màn hình này nè. Hiện tại bây giờ trời nóng lắm nha. Mà bây giờ mình phải cố gắng ngồi ở đây, đợi một tiếng đồng hồ sau mình bỏ thêm tiền vào. Tại vì nó còn tới 21 người nữa mà các bạn biết không, một khi người ta làm việc đó, một tiếng đồng hồ thôi, đúng là thiệt, đúng là người Mỹ thiệt. Có năm một tiếng đồng hồ làm được có 5 người à. Mà lúc mình vô đó là 11 giờ sáng, 11 giờ trưa khi mình vào đấy để lấy cái gì các bạn biết không? Đó là giấy tờ xe. Khi các bạn là muốn đi lấy cái giấy đăng kiểm đó, ở Việt Nam là đăng kiểm đúng không? Còn ở bên Mỹ là cái sticker. Cái giấy con số nhỏ nhỏ đó, có cái năm đó là năm 21, 23. Mình có bảng số rồi, mình chỉ đi lấy cái đó, sau đó là mình dán vào cái bảng số của mình. Mà hiện tại bây giờ các bạn màn hình tôi thui rồi, mệt quá, nãy giờ ngồi nóng luôn các bạn. Nóng quá, dù màn hình nó nóng luôn á, mình phải che lại nha, che cái này nó nóng quá, tôi thui màn hình lại rồi. Đó thì thật sự là bây giờ mình biết, kinh quá, đi làm, nóng quá, trời nóng quá. Đó, hiện tại bây giờ đang ở downtown nha các bạn nha. Đấy, phải đi lấy giấy thuế đó các bạn, che cái màn hình lại, đi che lại cho nó đỡ nóng. Đó, các bạn biết không, là phải đi lấy giấy thuế. Tại vì nếu như các bạn muốn lấy cái sticker đó các bạn, cái đăng kiểm đó, thì các bạn phải đóng thuế hàng năm. Nhưng mà vừa rồi đó mình mua chiếc xe là năm 2021. Mua chiếc xe là năm 2021 đó, cái chiếc Toyota đó, thì nó không có gửi về, nó nhầm lẫn kiểu nào đó, nên là mình lại chưa có đóng thuế chiếc xe này. Nó buồn cười cho đó. Bây giờ là mình phải lên trên này, lên trên downtown đó các bạn, để mình lấy cái thuế nha. Lấy cái giấy thuế của chiếc xe đó đó. Hàng năm đó các bạn phải đóng thuế nhà, thuế xe. Thì mình lại quên cái đó. Khi các bạn đi đăng kiểm đó thì bắt buộc các bạn phải có cái thuế nha bạn. Các bạn đóng thuế, thuế nhà, thuế xe, thì các bạn đó, có thuế xe rồi các bạn mới được là đi lấy cái đăng kiểm đó. Mình lại thiếu cái đó. Và phải đi inspection nữa. Nếu như xe cũ đó, xe khoảng 10 năm đó, xe mới mua 10 năm đó, thì không cần phải inspection. Inspection là đi kiểm định đó các bạn. Ở Mỹ này xe mới khoảng 10 năm thì không cần phải đi kiểm định. Còn nếu như bạn xe quá 10 năm đó, 11 năm trở đi đó, thì các bạn phải đi là inspection. Inspection là có nghe sao? Là đi kiểm định lại đó. Đó thì chiếc xe 21 mình mua rồi, mà bây giờ là phải là đi lên chỗ thuế đó, sở thuế để lấy. Mà đợi mệt quá, 5 tiếng đồng hồ. Các bạn cứ nghĩ coi, 1 tiếng đồng hồ người ta làm có 10 người à. Đấy, nãy giờ mình đợi còn 21 người nữa. Đó mà bạn hình như tức thui được kìa. Ngồi đợi mệt quá. Để cho bạn hiểu được cái việc mà đi làm thuế má, rồi là làm đăng kiểm xe đó các bạn, mệt mệt ơi là mệt luôn đó. Thấy không, nó chỉ rắc rối cho đó thôi đó. Đợt trước mình lên rồi, bây giờ phải lên nữa, mà nãy giờ đợi ở đây đợi gì các bạn, đợi cho nó tại vì cái cây cột cái này đó, cái cột tiền này các bạn, nó chỉ cho được 2 tiếng đồng hồ thôi, mà mình bỏ sớm quá, mà bây giờ còn 21 người thì ít nhất phải là 4 tiếng nữa, mà bây giờ mình bỏ bố nó vô là 2 tiếng rồi. Nó bỏ có 2 tiếng à, thay vì mình bỏ thêm 1 đồng thì được 1 tiếng, 2 đồng thì được 2 tiếng. Mà bây giờ mình phải đợi là thêm, chắc ngồi ngoài phải đợi 1 tiếng nữa. Nha cả nhà, mệt quá, nóng quá, chịu không nổi luôn. Nên lên đây tâm sự các bạn chút xíu để cho các bạn biết được cái việc mà đi làm giấy tờ ở bên Mỹ này không có đơn giản nha. Nhưng mà nếu như các bạn biết á, mà các bạn làm online đó thì được.
À, làm online được nha, chứ không phải không làm được đâu. Nhưng mà mình thì tiếng Anh nó biết mình không biết nó. Thôi kệ nó đi, nên gặp người ta rồi mình làm luôn. Đó, mệt mỏi quá, nóng quá chịu không nổi luôn. Nãy giờ ngồi vã mồ hôi luôn, mà phải đợi nhá. Đấy, u rồi ôi là giời, chán kinh lên được, mệt lắm. Đây lên chủ yếu là chia sẻ với các bạn về vấn đề là làm đăng kiểm. Nó cũng không đơn giản như các bạn nghĩ đâu nha. Đó, Lisa Nguyễn có khi nào đi làm đăng kiểm chưa? Đi làm đi lấy cái sticker đó, lấy con cái tem đó, người ta kêu là con tem đó. Mình có bảng số rồi, bảng số nhưng mà hàng năm đó là các bạn phải đi là coi như sao là để lấy cái tem đó các bạn. Cái Việt Nam là kêu đăng kiểm, còn bên Mỹ là không biết là lấy sao ta, không biết dịch sao á. Nói chung là nó cái bảng số đó, bảng số thì có rồi nhưng mà cái sticker đó các bạn, cái tem á, nói chung là cái tem đó các bạn phải dán vô cái biển số. Nó đặc biệt là chỗ này à, là các bạn mua cái tem đó, các bạn mua là 2 năm, 1 năm, 2 năm, 2 năm, tối đa là 2 năm thôi. Đó, sau đó mình dán vào cái biển số à, là mình chạy thôi. Đó, bây giờ là hết hạn rồi, tháng 8, nhưng mà bây giờ tháng 7 để mình lo trước. Làm mệt quá. Đúng thật sự là không đơn giản nha các bạn nha. Nghỉ hết cả một ngày rồi. Từ sáng tới giờ ngồi đói meo cả bụng luôn. Mà để đi làm cái giấy tờ này sao nó mệt quá đi. Phải nói là chưa bao giờ, đúng không? Chào à, ai đây không biết, không có đeo kính nha. Chủ yếu sao ngồi buồn quá, lên like để cho các bạn biết được cái chuyện mà làm đăng kiểm nó là như vậy đấy. Mệt ơi là mệt luôn. Các bạn thấy kinh không? Đấy em cái gì đây không đọc được, chút về đọc nhá. Không có đọc được, không có đeo kính, một chẳng thấy gì hết trơn. Tôi thui à. Cái màn hình bây giờ nó tôi thui à. Nó chỉ có Tony Phạm với cái màn hình tôi thui, không thấy ai hết trơn. Nóng quá. Nóng mà có gì là sao, điện thoại nó cũng nóng, nó không không có cái gì hết trơn. Buồn ơi là buồn. Dóm dáng dòm coi, coi không được cái ai. Được cái gì gửi Tony không, không có thấy gì trơn. Bây giờ các bạn có chửi Tony ấy, hoặc là các bạn có khen Tony cũng không thấy đường. Tại bây giờ nó tôi thui à. Đó, bây giờ là nhà ngói cũng như nhà tranh nha bạn. Bây giờ là nhà ngói cũng như nhà tranh, tôi thui tôi mò không biết ai trơn. Đấy. Đấy, các bạn thấy buồn cười không? À, là đăng kiểm mệt nha, không phải đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Ui trời nóng quá. Nhưng mà thôi, cố gắng nha. Cười cái gì? À, có cái người cười kìa. Đấy, cười thôi rồi đưa tay chắp chắp à, thấy số vàng vàng lên thì thấy xàm xàm cho đỡ vui thôi. Mệt đấy, lại có bông nữa kìa. Đó, Lisa Nguyễn cho bông. Đấy. Ui trời nó nực nổi mà mệt mỏi nha. Thôi, xuống mệt quá nha. Đấy thì chủ yếu lên chia sẻ với các bạn về vấn đề là đi làm giấy tờ ở bên Mỹ này không phải đơn giản. Không phải đơn giản nha các bạn nha. Nó giống như ở Việt Nam cũng mệt mỏi nha. Đấy nhưng mà nó mình đúng là mình làm online ngon hơn, nhưng mà tại vì online mình lại không biết nó lại biết mình, thế là sao? Thôi đi làm trực tiếp. Mà bây giờ các bạn biết không? Mẹ ngồi đợi bây giờ cái cột đây là cho các bạn coi này, đằng trước nhá. Này, cho bạn coi là đằng trước là có cái cây này. Đấy, đây các bạn thấy không? Đấy, tớ phải đeo đeo cái kiếng này. Đấy các bạn thấy chưa? À, đằng trước nó có cái cây đấy đấy. Nha, bỏ tiền vào. Nó cho tớ giới hạn chỉ có được 2 tiếng à. Ba mẹ, cái gì đâu cho tôi 4 tiếng đi, mà cho có 2 tiếng à. Tôi bỏ cho 2 đồng, đợi 2 tiếng, mà bây giờ tôi lên trên kia tôi phải đợi thêm là 4 tiếng nữa, sợ bị phạt. Nên phải ngồi đây ráng đợi thêm 1 tiếng nữa rồi mình bỏ thêm tiền vào. Các bạn thấy chưa? Đấy cái cây trước đó là cây bỏ tiền đấy các bạn. Đó, cây bỏ tiền đó tôi không biết kêu là cây gì. Đó, không biết là cây gì, là kêu ký quyết bỏ tiền vào thôi. Đó, còn bây giờ là tôi đợi thêm chút xíu nữa thì tôi bỏ thêm tiền vô để thêm 1 tiếng nữa. Chứ đi làm chưa chắc được là bao nhiêu, mệt quá nha. Đây các bạn thấy không? Đấy, quay lại. Thế không cả nhà? Đó là như vậy đó, đi làm mệt ơi là mệt luôn, ngồi đợi vã cả mồ hôi luôn. Đấy cũng may là ăn cơm rồi nha, chứ không là bỏ mẹ, chứ là không là mẹ cái coi như là đói meo là xỉu ngay ở đường luôn. Mẹ có 57 người nha, các bạn thấy ở Mỹ này làm ăn ngon không nha. Người ta làm có 57 người mà cho tới là 5 tiếng, các bạn thấy kinh không? 1 tiếng đồng hồ làm có 5 người thôi, nó làm xong cái nó ngồi ngồi đi chơi. Các bạn thấy ở Mỹ làm sướng không? Ở bên hơn Việt Nam. Việt Nam cực khổ, bên Mỹ sướng lắm nha. Làm nó có thời hạn, cứ cà rê cứ 15 phút đồng hồ là một người. Đó, không biết là làm nhanh hay chậm, cứ cà rê dê ngỗng, các bạn thấy vui không? Cứ 15 phút đồng hồ một người, xong đầu nó đợi đợi chút xíu là 15 phút đồng hồ lại vô người nữa. 1 tiếng đồng hồ làm có 4 người à nha. Ở đây cái thành phố của mình là các bạn nào ở biết có biết làm không? Đó, 1 tiếng đồng hồ làm có 4 người thôi. Đó, mình biết cái e rồi nha. Mày với mai mốt mình làm cho mình về nhà mình ngủ. Rồi bắt đầu nó báo mình. À, hiện tại bây giờ là mới còn 21 người. Mà bây giờ 21 người còn phải 5 tiếng nữa mà không biết làm sao đây nữa. Mẹ ngồi lên đây thấy mệt quá. Nhưng bạn thấy hôm như là kinh khủng. Một sự bất ngờ. Thôi, nói vậy chứ nóng quá chịu không nổi luôn. Thôi bây giờ mình ngủ nhá.
mình ngủ khoảng chừng chút xíu nó kêu mình là mình đã đi làm tiếp đấy không? Đó, đăng kiểm là chỗ đó nha bạn nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Lisa có khi nào đi làm đăng kiểm chưa? Đúng không? Làm đăng kiểm mệt lắm nha, thôi mệt quá nắng quá chịu không nổi luôn. Đấy nha, thôi xin chào cả nhà mình nha. Đấy là chào Thùy Dương này. À, làm gì 50 sen hả? À, làm gì 50 sen là sao? Không biết, Thùy Dương nói gì không hiểu. Có nghĩa là mình bỏ vô cái kênh trước nè. Hiểu không? Đây, cái kênh trước đó. Cái kênh trước đó mình phải bỏ tiền vào. Bỏ 25 sen, hiểu không? Bỏ 25 sen vào trong cái kênh đó thì một đồng thì được 4 tiếng. À xin lỗi, một đồng thì được 1 tiếng nha. Một đồng thì được 1 tiếng. Đó, mình bỏ vào đó mà bây giờ mình mới được có bỏ 2 đồng mà còn 2 tiếng nữa. Mệt quá mà không biết chừng nào nữa, còn 21 người. À, kinh quá, làm cái kiểu gì mà mất chết người không chứ cái mà làm giấy tờ đấy các bạn ơi, kinh quá, thấy không? Đấy. Kinh quá là kinh luôn á, sợ quá đi. Ôi giời ơi là giời. Đấy, em bữa nay em nghỉ, em đi làm giấy tờ mà bây giờ em đợi cho nó bớt tiếng rồi em bỏ thêm tiền vào để em đi. Lên trên đó phải đợi nữa. Kinh khủng quá các bác ạ. Ôi giời ơi. Đấy, kinh không? Phải chi chỗ này nó có ngon lành cành đào em đỡ đi, em mệt quá nha. Đấy, người ta không bỏ tiền vào đi làm giấy tờ này. Ông kia ông không bỏ tiền vào sớm nhiều nhá. Mẹ làm lâu lắm đấy. Ở đó mà vợ giỡn đi, bỏ 2 tiếng đồng hồ làm lâu lắm. Một tiếng đồng hồ làm có 5 người à? Kinh không các bác? Vui chỗ đó. Rồi các bác ơi, đánh lên cho em coi nào. Đánh cho em chào các bác xuống nhá. Đấy, các bác thấy kinh không? Em nên làm giấy tờ mà một tiếng đồng hồ á, đây là một cái sự cố là như thế nào? Hi hữu, tôi cũng chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh này hết trơn. Đi làm giấy tờ, một tiếng làm có 5 người à. Mà em đây em đợi coi từ sáng tới giờ, từ 11 giờ tới giờ. Bây giờ các bác thấy là bao nhiêu giờ rồi? Bây giờ là gần 3 giờ đúng không? Còn em không là quất bố nó 4 tiếng đồng hồ rồi. Còn em thôi đó nha, một tiếng đồng hồ của em làm cũng nhiều tiền lắm. Bây giờ em đợi 4 tiếng đồng hồ mất bố nó toi bố nó. Hôm nay em nghỉ làm, em đi làm chuyên làm giấy thì không bất toi rồi. Đấy, nhưng mà thôi kệ nó. Một năm chỉ một lần thôi. Đấy, đây cái này là trục trặc kỹ thuật nhá. Các bác nên nhớ rằng ở thành phố Kansas City, Missouri này, nếu như các bạn đi làm đó nha, đi xin cái này xin cái kia đó, hãy cẩn thận nhá. Mẹ tôi sợ quá nha. Thôi xin chào các bác, mình xuống nè. Bây giờ nóng quá chịu không nổi luôn, bỏ thêm tiền vào đi lên đợi nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều là lên chủ yếu xàm. Chia sẻ các bác về vấn đề vậy thôi, kinh quá. Thật sự là đi làm đăng kiểm cũng không khó khăn. Có nhiều cũng khó khăn giống như Việt Nam. Kinh quá các bác ạ nha, thật sự là cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Gần Mỹ đen làm gì? Gần Mỹ cái gì đây? Gần Mỹ đen họ làm câu biết nè, cái này biết nè. Mỹ đen làm câu gì? Ê, nhưng đừng có nói Mỹ đen nha. Tôi nói cho các bạn nè, cái vụ này ai biết trên nói là biết liền đúng không? Nếu như các bạn nào ở thành phố mình là các bạn biết liền. Đúng không? Một tiếng nó làm có 5 người à. Nó kệ, biết sao không? Mẹ cứ coi như là câu giờ. Một tiếng 15 phút đồng hồ một người. Tôi thật sự là tôi sợ luôn á nha. Bởi vậy tôi làm giấy tờ cái kiểu này tôi sợ lắm rồi. Nha các bác, nếu như các bạn nào canh sạch CD, các bạn nào có không? Đánh cho tôi số 1 đi. Là biết đồng cảnh liền à. Làm giấy tờ kinh quá các bác ơi, sợ quá. Thôi em xuống nhá, em bỏ thêm tiền vào, em lên trên chỗ kia nó mát. Bây giờ em ngồi mồ hôi mồ kê, mồ hôi mẹ, mồ hôi con nó chảy ra tùm lum tá lả ở trên này các bác này. Coi như là ê, coi như là giống như tắm hơi nha các bác, coi như là mồ hôi của em. Bây giờ em khỏi cần đi tắm hay massage. Em ra ngoài ngồi xe rồi thôi. Là bảo đảm với các bạn là các bạn thấy nhìn các bác nhìn thấy không? Áo em bây giờ ướt hết rồi. Đấy, kinh không? Đấy, giống như em đang massage, đang tắm hơi các bạn ạ. Kinh quá, em lần đầu tiên em đi làm giấy tờ. Kinh quá, mồ hôi nó nhỏ từng giọt một. Thôi nhá, chào các bác. Em chuẩn bị em ngộp. Bây giờ em đi coi nhà đi vào nhá, em bỏ thêm tiền vào. Thôi chào các bác nhá. Em xuống nhá.